podcast mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nấu món kimchi jjigae. Đúng rồi. Đó là cái món canh kim chi của Hàn Quốc đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu nha. Về thành phần á thì mình chuẩn bị là thịt ba rọi, xong rồi nấm kim châm, hành lá, củ cải trắng, củ hành tây, đặc biệt á là kim chi. Rồi đậu hũ. Tofu là đậu hũ anh. Còn bên gia vị á các bạn thì có bột ớt nè. Cái này là lá tạo biển nè các bạn. Mình mua lá tạo biển này á là ở trong siêu thị. Thì cái bịch nhỏ như vậy thì cỡ chừng 48.000. Còn cái bịch bịch này là bịch bột ớt nè, cũng mua trong siêu thị Lotte luôn. Thì bịch này có giá là khoảng 90.000. Rồi với một hộp sốt này, đó là chan gochujang. Suncheon haeyangcho chal gochujang. Đúng rồi. Suncheon haeyangcho gochujang. Thì cái hộp này á là dùng để nêm sốt á các bạn. Ngon lắm. Rồi đường với muối. Vậy là xong rồi. Thành phần rất đơn giản. Bây giờ mình làm nha. Đầu tiên mình sẽ nấu súp. Mình sẽ dùng 1.5 tô nước. Đó, để trong nồi ha. Xong rồi các bạn lấy lá tạo biển bỏ vô. Lá tạo biển á, các bạn rửa sạch trước khi mà bỏ vô nồi canh. Cái này á thì mình để khoảng 1/3 cái bịch đó đó. Rồi tiếp theo là củ cải trắng nè các bạn, mình sẽ sắc. Phần của cải trắng này vô cái nồi nước luôn. Xong rồi các bạn bật bếp lên. Thì công dụng á, mình bỏ củ cải trắng với bỏ tảo biển vô á, thì để cho cái nồi nước của mình nó trở nên đặc biệt hơn, nó ngọt ngon hơn. Thì mình nấu cái nồi nước này khoảng trong vòng 10 đến 15 phút nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chờ cái nước dùng. Thì trong thời gian đó mình sẽ sơ chế mấy cái này nha các bạn. Đầu tiên là kim chi. Mình sẽ sử dụng bao nhiêu đây? Kim chi này mình muối lâu lắm rồi. Làm kim chi jjigae á thì mình sử dụng nhiều kim chi. Và kim chi mà đã cũ rồi các bạn thì sẽ ngon hơn. Mình sử dụng luôn nước của kim chi nha các bạn. Sử dụng nước của kim chi hả? Dạ. Ở đây mình sẽ để 5 muỗng nước của kim chi. Rồi, kim chi này mình sẽ sắc ra. Mình sẽ sử dụng bao nhiêu đây kim chi. Nhưng mà tùy gia đình. Ví dụ như mình thích á, sắc nhỏ thì mình sắc nhỏ. Mình thích ăn miếng lớn thì mình sắc lớn. Đặc biệt là kim chi mà đã muối lâu rồi á thì làm canh kim chi ngon hơn. Rồi tiếp theo mình sẽ xắt thịt. Ở đây mình chọn là thịt ba gọi. Rồi các bạn cũng xắt miếng vừa ăn. Thịt này á,
mình để trong tủ lạnh nó cứng cứng, xắt rất là dễ. Sau khi mình xắt cái phần thịt này xong á, cho hết vô nồi luôn. Rồi tiếp theo là tới của hành tây. Thêm một nửa củ này nữa, gần một phân nửa nữa. Tiếp theo là tới hành lá. Hành lá các bạn sẽ xắt xéo dài nha. Hết cái phần hành lá này vô trong luôn. Tiếp theo là tới nấm kim châm. Nấm kim châm này thật sự là ví dụ như á, các bạn muốn để vô cho nó ngon á thì các bạn để, còn ví dụ mình không có muốn để thì cũng được chứ không sao. Nhưng mà mình thích á, để vô ăn cho nó giòn giòn. Còn cái phần hành lá này á, xắt hành lá xong muốn khóc luôn các bạn. Hành lá với hành tây á bị cay mắt lắm luôn á. Cái phần hành lá này chút mình để mình trang trí sau, khi mà chín rồi thì mình để lên. Rồi tới phần quan trọng nè, ướp. Nước sốt này nãy mình giới thiệu cho các bạn rồi á, ví dụ bạn nào nấu thì mình sẽ mua loại này nha. Đây, mình sẽ để hai muỗng này nha. Rồi mình sẽ cho thêm một muỗng bột ớt này nữa. Tùy một muỗng rưỡi đi, gần hai muỗng đi. Tại vì á, tùy các bạn, ví dụ như mình thích ăn cay thì mình để nhiều bột ớt hơn. Còn bạn nào không thích ăn cay thì mình khỏi để cũng được. Tại vì trong kim chi là cũng đã cay sẵn rồi. Còn mình đây thì mình thích cay cho nên mình sẽ để thêm bột ớt. Biệt luôn, đây là dầu mè, cham kirim. Đó, mình sẽ để vô một chút cho nó, cho cái món này nó trở nên ngon hơn nha. Một muỗng cà phê muối với khoảng 2 muỗng cà phê đường. Hồi nãy giờ mình cũng nấu được cái nồi nước dùng này khoảng hơn 15 phút rồi các bạn. Là mình vớt hết mấy cái này ra. Đó thì còn cái nồi nước không. Cái này thì rất là thơm luôn. Tàu biển thơm lắm. Đó. Chào mừng mình đi. Giòn và ngon luôn các bạn. Sau đó thì các bạn đổ hết cái phần nước này nè. Cái này nãy mình nấu hơi nhiều nước nha, để lại bớt, để lại mình nấu cái sau. Thì nãy chắc là khoảng mình làm một tô là được, còn nước súp là được. Bây giờ là mình chỉ cần đợi cho đến khi mà nó sôi thì khoảng chừng 10 phút thì mình đảo lên, nêm lại một lần nữa là có thể là đợi sôi lại là ăn được. Bây giờ nó sôi lên rồi đó các bạn, cái mùi rất là thơm luôn, các bạn xem nè. Ngon khó cưa. Thơm quá anh ha. Rất là thơm luôn. Chưa hồi ngủ. Rồi, bây giờ nó sôi rồi, mình sẽ để đậu hũ vô. Thank you.
Maybe I cannot wait anymore. Okay. Vô nha. Rồi, bước cuối cùng là các bạn chỉ cần để hành lá vô thôi. Bây giờ là nó đã chín rồi đó các bạn. Mình sẽ thử lại một lần cuối nha các bạn. Tắt bếp. Các bạn ơi, mình phải nói một điều là nó rất là ngon luôn. Nè ha, cái hậu ngọt ngọt nè, xong rồi á chua chua của kim chi, nó rất là ngon, nó hòa quyện với nhau và đặc biệt là rất là thơm và có cái vị cay các bạn, khiến cho mình ăn rất là tuyệt vời. Cho nên á, mình hy vọng rằng các bạn ở nhà có thể thực hiện cái món ăn này tại nhà, cực kỳ ngon luôn. Nó giúp các bạn thay đổi khẩu vị và cảm thấy ăn ngon hơn mỗi ngày. Rồi, tới đây thì mình xin kết thúc video. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và có thể có nhiều cái món ăn mới lạ tại gia đình mình.